Theo tờ Reuters đưa tin, Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ có thể sẽ đưa ra quyết định đầu tiên về đơn xin Bitcoin Spot ETF vào tuần sau. Giới nhà đầu tư tổ chức được cho là sẽ dành sự quan tâm mạnh mẽ hơn đến lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2024. Các doanh nghiệp trên toàn cầu và đặc biệt tại Việt Nam đang nhận được nhiều đặc quyền hấp dẫn khi tham gia vào không gian Marketplace tại PiBridge. Sau đây, mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin gần đây đã chia sẻ về lộ trình Ethereum cho năm 2024, thừa nhận rằng chỉ có những thay đổi nhỏ so với năm ngoái. Chia sẻ trong một loạt bài đăng trên X, Buterin đã chỉ ra trọng tâm tiếp theo của mạng Ethereum trong năm 2024. Trong một biểu đồ chi tiết, ông đã trình bày chi tiết về 6 yếu tố quan trọng là sự hợp nhất, sự đột biến, nghiêm khắc, bờ vực, sự thanh lọc và sự phô trương. Ông chỉ ra rằng, khi định hướng kỹ thuật của Ethereum trở nên rõ ràng hơn, chỉ có một số điều chỉnh nhỏ so với lộ trình năm 2023. Ngoài ra, hợp nhất được nhấn mạnh là một phần quan trọng trong lộ trình nhằm duy trì sự đồng thuận bằng chứng cổ phần POS đơn giản và linh hoạt. Theo tờ Reuters đưa tin, Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ SEC có thể sẽ đưa ra quyết định đầu tiên về đơn xin Bitcoin Spot ETF của ARK Investment và 21Shares vào thứ Ba hoặc thứ Tư tuần sau. Mốc thời gian này sớm trước vài ngày so với thời hạn duyệt đơn xin Bitcoin Spot ETF của SEC được dự kiến vào ngày 10 tháng 1 năm 2024. Trước đó, những quan chức của SEC đã gặp đại diện của ít nhất 7 công ty có đơn đăng ký Bitcoin Spot ETF. Trong số đó, SEC đã yêu cầu ít nhất 2 công ty nộp những thay đổi cuối cùng trước ngày 29 tháng 12. Trong số những bên tham gia cuộc họp với SEC có BlackRock, Grayscale Investment cũng như ARK Investment và 21Shares. Đặc biệt, giám đốc của 2 công ty trong số đó cho biết, SEC đã đặt ngày 29 tháng 12 làm hạn chót cho việc chốt bản cập nhật cuối cùng của hồ sơ. Cũng theo Reuters, nhiều công ty xin mở Bitcoin Spot ETF đã đáp ứng đúng thời hạn cuối năm của SEC và sẽ nghe quyết định từ cơ quan quản lý này vào ngày 10 tháng 1. Khi năm 2023 sắp kết thúc, XRP của Ripple đang trên đà đạt được một cột mốc đáng chú ý là 5 triệu holder. Theo dữ liệu từ XRPL Service, hiện có 4.982.082 tài khoản nắm giữ XRP và con số này đang tăng lên đều đặn với một con số khổng lồ 59.279.427.364 XRP hiện được giữ trong các tài khoản này, trong khi có 1.403 địa chỉ duy trì số dư không XRP. Thành tích ấn tượng này phản ánh mức độ phổ biến và sử dụng ngày càng tăng của XRP. Trong hơn một thập kỷ, XRP đã duy trì vị trí trong top 10 tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường, với giá trị hiện tại là hơn 33,55 tỷ đô la. Tính đến chiều nay, XRP đang giao dịch tại 0,61 đô la, tăng hơn 0,4% trong 24 giờ qua, theo dữ liệu từ CoinGecko. Khi năm 2023 sắp kết thúc, các holder XRP có nhiều lý do để lạc quan và hướng tới tương lai. Năm nay, Ripple đã giành được chiến thắng quan trọng trong vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán Mỹ vì XRP được tuyên bố không phải là chứng khoán. Vụ kiện được dự đoán sẽ kết thúc trong năm 2024. Các doanh nghiệp trên toàn cầu và đặc biệt là tại Việt Nam đang nhận được nhiều đặc quyền hấp dẫn khi tham gia vào không gian Marketplace tại PiBridge khi ngày ra mắt phân hệ độc đáo này đang đến rất gần. Cụ thể, đối với những doanh nghiệp tham gia sự kiện ra mắt phân hệ Marketplace Offline diễn ra vào 14 giờ ngày 7 tháng 1 năm 2024 tại văn phòng PiBridge, thành phố Cần Thơ, phía dự án sẽ dành riêng 20 slot Bronze Merchant miễn phí cho 20 doanh nghiệp đầu tiên đăng ký tham gia, với mỗi slot trị giá đến 170 đô la. Bên cạnh đó, những doanh nghiệp không thể tham gia sự kiện offline vẫn có thể nhận ưu đãi lên đến 30% khi đăng ký slot merchant sau sự kiện. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng sẽ có cơ hội nhận ngay ưu đãi 5% khi tham gia đầu tư vào miner NFT siêu hot hit của PiBridge. Cuối cùng là 15 slot trưng bày sản phẩm tại Fangirl Town và được hỗ trợ quảng cáo từ đội ngũ marketing của PiBridge. Loạt đặc quyền trên cùng với tiềm lực cũng như vị thế của PiBridge trong không gian P-Network khi tự hào sở hữu hơn 500.000 người dùng sẽ mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp tiếp xúc với cộng đồng pioneer lớn mạnh và tiềm năng. Giới nhà đầu tư tổ chức được cho là sẽ dành sự quan tâm mạnh mẽ hơn đến lĩnh vực tiền điện tử trong năm 2024. Theo một báo cáo từ Bitfinex, sự tập trung của các nhà đầu tư tổ chức vào thị trường tiền điện tử được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố như khả năng phê duyệt quỹ Bitcoin Spot ETF, dự kiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cắt giảm lãi suất và sự rõ ràng hơn về quy định. Hiện tại, xu hướng này đã bắt đầu. Dữ liệu từ sàn giao dịch phái sinh Deribit cho thấy hoạt động của các nhà đầu tư tổ chức đã tăng lên kể từ tháng 10 năm 2023. Theo Giám đốc Thương mại Deribit, ông Luke Stryer, những người tham gia có kinh nghiệm hơn từ các thị trường truyền thống đang chuẩn bị đổ bộ nhiều hơn vào thị trường tiền điện tử trong năm 2024 nhờ vào hiệu ứng từ các quỹ Bitcoin Spot ETF. Bên cạnh đó, việc cắt giảm lãi suất tiềm năng vào năm 2024 cũng sẽ khuyến khích các nhà đầu tư tổ chức chấp nhận rủi ro. Nhu cầu ngày càng tăng đối với các tài sản rủi ro cuối cùng có thể tìm đến Bitcoin, được coi là cửa ngõ vào toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng sẽ được khuyến khích bởi sự rõ ràng hơn về quy định trong năm mới. Thị trường tiền điện tử chiều nay đã chứng kiến sự phục hồi, vốn hóa toàn cầu vào lúc 18:30 là 1.744 tỷ đô la, tăng 1,8% trong 24 giờ qua. Bitcoin trao đổi tại 42.632 đô la, tăng 1,8% trong ngày. Ethereum đổi chủ tại 2.312 đô la, tăng 1% giá trị. Binance Coin giao dịch tại 318 đô la. CryptoLeakVn xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe bản tin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.